Xin chào tất cả anh chị các bạn đang xem video review bán nhà ở thành phố Hồ Chí Minh qua kênh YouTube bất động sản Sa Thành. Hiện tại nhân đang ở góc đường Hồ Hổ Hớn và đường Trần Hưng Đạo đó anh chị. Ở đây là góc Trần Hồ Hớn và Trần Hưng Đạo. Bên kia đường là Cống Quỳnh nha. Về lại uh, cấp mắt Cống Quỳnh. Và mình đi hẳn đường Trần Hưng Đạo này thì mình sẽ đi về lại chợ Bến Thành nha anh chị. Đó, còn uh, đây mình về lại cầu Nguyễn Từ. Trần Hưng Đạo có hàng cây rất là xanh luôn. Hôm nay mình sẽ review cho anh chị một căn nhà nằm ở quận nhất. Căn nhà này hiện tại được xây dựng với kết cấu là một trệt và hai lầu nha anh chị. Nhà mới tặng toàn bộ nội thất bên trong căn nhà luôn nha. Về pháp lý thì căn nhà mình có sổ hồng riêng, Đó nằm hoàn tàu trong khu dân cư hiện hữu ha anh chị. Mua bán thì chị mình ký công chứng sang tên. Đó nằm ở phường Cô Giang quận 1 thành phố Hồ Chí Minh Đó, nằm gần trường đại học mở nè nằm gần quỹ ban phường Cô Giang luôn nha nằm sát bên quỹ ban phường Cô Giang luôn và trường mầm non Cô Giang ha ở bên tay phải mình là quỹ ban phường nè mình đi thẳng theo hướng hộ hớn này thì mình về mình ra đại lộ gió kiệt nha ở đây trường mầm non trường trường đại học mở ha căn nhà này là một trệt và hai lầu nha anh chị ở có hai phòng ngủ và hai nhà vệ sinh nha anh chị ở đây là trường đại học mở nè anh chị đây là trường đại học mở ha đi ngoài kia là đại lộ gió kiệt và đây là góc đường hồ hậu hớn và đường cô giang ở tòa nhà phía trước là tòa nhà Viteco gần trường tiểu học Lương Thế Vinh ở nhà mình có địa chỉ là 175 đường đường Cô Giang anh chị đó, 175 đường Cô Giang nha Đó, cặp bên hông trường mầm non luôn nha cặp kế bên hông trường mầm non luôn đây trường mầm non Cô Giang nè anh chị Họ đi thẳng ra tòa Bitcoin nha. Rồi, căn nhà mình nằm trong đó ha. Pháp lý sổ hồng riêng, có hoàn công, mua bán ký công chứng sang tên. Bây giờ nhân sẽ đi vào trong và review bên trong cho anh chị mình xem. Hẻm uh, 175 uh, đường Cô uh, Giang nằm kế trường Mầm Non này ha. Đó, anh chị mình uh, hãy nhấn like video để ủng hộ kênh và nhấn vào đăng ký kênh bật chuông để xem được nhiều video hơn. Đằng kia là Toyota Bến Thành và trường uh, Tiểu học Lương Thế Vinh đằng kia ha ở đằng ngay cây hàng cọ này kia. Xin chào tất cả anh chị các bạn đang xem video review bán nhà ở thành phố Hồ Chí Minh qua kênh YouTube bất động sản Sài Thành. Hiện tại nhân đang ở khu vực uh, quận 1 thành phố Hồ Chí Minh ha, ngày uh, 175 Đường uh, Cô Giang, phường uh, Cô Giang, quận 1 ha, nằm gần ngay chỗ uh, góc uh, Hồ Hảo Hớn và đường Cô Giang nha, nằm gần đại học Mở gần trường Lương Thế Vinh ha anh chị. Hôm nay mình sẽ review cho anh chị một căn nhà chỉ hơn 2 tỷ xíu thôi. Ở căn nhà mình nằm ở hẻm xi si măng khoảng gần 3 mét ha anh chị. Trước nhà mình gần 3 mét ha. Và hẻm vào nhà của mình đây. Cũng gần mặt tiền nha. Đó ngoài kia là mặt tiền đường Cô Giang nha anh chị. Ngoài kia là mặt tiền đường Cô Giang. rẽ tay phải tay trái thì mình về lại góc ngã ba giữa đường Cô Giang và đường Hồ Hổ Hớn. Ngay quỹ uh, ban phường Cô Giang mình ha. Đi tay phải thì mình về chợ Gia xin Về chợ Bánh Thành nha. Đó. Căn nhà nhân sĩ review cho anh chị mình là đây ha. Địa chỉ là 175. xẹt 2V2. Đó. Một xẹt nha. Một trệt và hai lầu nha anh chị. Hướng nhà của mình là hướng uh, Đông Bắc ha. Đó. Trước nhà mình đây. Ở nhà mình nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu nha, sổ hồng riêng, mặt ngoài thì chủ ốp gạch cao ráo lên tới trên, nhà điện chính nước chính ha, pháp lý sổ hồng, sổ hồng riêng nha, mua bán thì anh chị mình ký công chứng sang tên, thì nhà thì còn cao hơn so một đường khoảng hai tấc nha, ốp gạch cao ráo lên tới trên hết, và có làm cái chuông ở ngoài luôn nè, đồng hồ điện bên ngoài ha, cửa sắt hai cánh, Đó. kết hợp với kính có dán kính mờ cho anh chị mình luôn ha, bên trong có lớp cửa lùa nữa anh chị mình vào nhà thì đóng cái lớp cửa lùa này ra cho nó thoáng ha, cửa Đài Loan. Đây. Và chiều ngang của căn nhà mình là phía trước này á là gần 3 m, Ngoài sau là 3 m ha, cái này chẳng 2,8. 2,9. Đó, trước này là khoảng 2,9 nha và nở hậu ra 3 m ha, câu vào 4 m nha anh chị. Đó, một trệt và hai lầu ha. Ở nhà mới. Ở trên thì mình đóng là phòng trại đèn LED nha ở đây thì có làm cái không gian bếp nhỏ nhỏ vị trí này gọn gọn xinh xinh các chị đó. mặt bếp thì chủ lót gạch sạch sẽ bên trong thì cũng lót gạch nha đó. ở đây thì cũng chủ lót gạch và đi cái chỉ cao khoảng 2 tấc giá hiện tại chủ đăng kêu căn nhà này là 2 tỷ 250 giá này còn hương lượng cho anh chị mua bán nhanh nha đó. ngang là 3 m gần 3 m và sâu vào là 4 m nha anh chị. Một trệt và hai lầu. Đây là cái nhà vệ sinh ha. Đó, nhà vệ sinh của nhà mình ha, Tựa như âm c ha. Và cái xài kính cường lực có giá kính mờ cho anh chị mình rồi. các cái thiết bị nhà vệ sinh đầy đủ nha, chủ ốp tường cao ráo tới trên. Đó, sử dụng các vòi sen bằng inox hết ha. Đây, vị trí trước nhà của mình nè anh chị. Đó, trần nhà thì cao ráo bảo vệ hai lớp cửa nha anh chị hướng nhà này là hướng đông bắc nha nằm gần chợ Bến Thành nè chợ Gia xin nè trường Lương Thế Vinh nè ủy ban dân phường Cô Giang và trường đại học mở ha chỗ hồng riêng mua bán ký công chứng sang tên ha nhà mình nở hậu nha đó, nhà mình nở hậu ha, anh chị cầu thang thì sử dụng cầu thang sắn đi lên ngay trên trong nhà vệ sinh thì chủ cũng làm cái quạt hút nè rồi nhân đi lên trên để review cho, cho anh chị mình xem ha cầu thang xoắn ha Đó, anh chị mình xem lại không gian ở dưới trệt của nhà mình nè một trệt và hai lầu nha anh chị ở trên đây có nhà vệ sinh phía trên luôn nè anh chị đây cái phòng ngủ ha sàn thì lót sàn gỗ nha sàn thì chủ sót sàn gỗ và mình sử dụng cái cửa kéo ngang qua cửa nhôm sifa có dáng kính mờ cho anh chị mình luôn đó được hai phòng ngủ nha điện âm tường hết và ống đồng cũng đã đi cho anh chị mình để anh chị mình lắp máy lạnh rồi nè ở trên thì đóng lâu không đó, cửa sổ mở lớn ra cửa sổ nhôm sifa ha đó, anh chị mình về lắp rèm bên hông này nhưng thấy có chủ có làm cái tủ âm tường cho anh chị mình luôn nè điện thì điện âm tường hết ha đây là cái không gian ở dưới nhà của mình nè anh chị đó, hẹn trước nhà của mình nè ở đây từ đây qua kia khoảng gần 3 mét 3 mét luôn đó chứ đây qua kia 3 mét và cái hẻm vào nhà của mình là hẻm này Rồi nhà mình nằm hoàng tàu trong khu dân cư hiện hữu nha đó, là ngay chỗ chợ Nga đó anh chị tòa nhà đó ngay chợ Nga đó gần chợ Nga Toyota Bến Thành ha và đây chủ có làm cho anh chị mình cái tủ âm tường cao lên tới trên luôn ha để anh chị mình chứa đồ đây cái tủ âm tường ha ở trên đây có thêm cái tủ trên nữa ngăn chứa trên nữa ha à, giá hiện tại chủ đăng kia con này là 2 tỷ 250 nha giá này còn thương lượng cho anh chị mua bán nhanh ha Đó, thương lượng lọc lá gì ha cứ gặp chính chủ làm việc nha anh chị sổ hồng riêng có hoàn công mua bán ký công chứng sang tên ở đây có nhà vệ sinh ở trong luôn nè Đó, ở trên đây ha chủ ốp tường cao ráo lên tới trên nó vòi à, sử dụng đầu inox hết nha ống nước xả mới lạnh nó kính đầy đủ hết ha thiết bị nhà vệ sinh đầy đủ nha nó bồn ngồi cũng là của Amira Turner gì nè nó đầu xứ hết nha sổ hồng riêng mua bán ký công chức sang tên ha nhà nằm ngoài toàn trong khu dân cư hiện hữu nha anh chị Đó, tiếp tục đi lên trên tầng 2 cho anh chị mình xem và tầng 2 thì cầu thang cũng là cầu thang sẵn nha Ở một căn nhà nằm ở địa chỉ là 175 xẹt 22 đường uh, Cô Giang phường Cô Giang luôn nha anh chị quận 1 thành phố Hồ Chí Minh một trệt và hai lầu ha đây cái phòng ngủ thứ hai của mình nha nó cũng giống như phòng ngủ ở trên ở dưới ha và chủ cũng là một cái cửa sổ rất là lớn ở trên này đóng ra phong nha ở trên này máy to nóng ra phong nha anh chị mấy toàn, ha. Bên hông này thì uh, chủ cũng tận dụng mở cái cửa sổ để cho anh chị mình lấy ánh sáng. Đó. Và cửa là sử dụng cửa nhôm sifa lùa ngang qua ha. Anh chị mình cần thì lùa ngang qua. Cửa phòng ngủ là cửa nhôm ha, nhôm sifa, kính cường lực. Đó. Ở trên đây thì lót gạch nha anh chị. Ở trên này lót gạch, điện âm tường hết nha. Hướng nhà của mình là hướng đông bắc nha anh chị. Đó, cửa sổ rộng rãi và cũng có làm cái tủ âm tường cho anh chị mình chỗ này cửa nhôm Sifa ở trên đây thì cái khu yêu nhà mình nhìn xuống dưới thì rất thoáng nha Đó. gần chợ Bến Thành Đó, gần chợ Bến Thành ha, gần uh, trường uh, tiểu học Lương Thế Vinh trường mầm non Cô Giang Đó, ở ngoài đây là mình đi ra ngoài hẻm mình nè đi thẳng ra ngoài đây hẻm uh, đầu đường uh, hẻm 175 đường cô giang thì anh chị mình thấy trường mầm non cô giang liền nha đầu đường mình là trường mầm non cô giang ha pháp lý là sổ hồng riêng có hoàn công mua bán ký công chứng sang tên nhà nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu nha anh chị ở đây này chủ làm cái tủ âm tường cho anh chị mình luôn gọn gàng vào trong nha. giá hiện tại chủ đang kêu con này là 2 tỷ năm uh, 250 nha anh chị giá này còn uh, thương lượng hợp đá thêm cho anh chị mua bán nhanh ha một trệt và hai lầu nhà nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu ha xung quanh là nhà cao tầng à, cái kia, là cái tòa Novaland Novaland là dưới tòa Novaland đó là trường Lương Thế Vinh ha đối diện là chợ Bến Thành đối diện là Toyota Bến Thành và là à, khu vực của chợ Nga ha đó, gần trường đại học mở ở đây thì tiện ích rất là nhiều ha ở đây thì chủ không làm bằng nhà vệ sinh mà làm một cái khoảng trống để cho anh chị mình giặt vũ ở đây ha ở đây thì giặt vũ phơi đồ đây đường nước ống xả đây đầy đủ hết ha cũng lót gạch sạch sẽ cho anh chị mình hết rồi Đó. sổ hồng riêng có hoàn công mua bán ký công chứng sang tên nha sổ hồng riêng nha nó một trệt và hai lầu ha anh chị anh chị mình thấy bất động sản này phù hợp với anh chị thì hãy liên lạc với nhân qua số điện thoại là 0822 39 39 39 ha kênh youtube bất động sản xài thành hãy à, nhấn like video để ủng hộ kênh và nhấn vào đăng ký kênh bật chuông để xem được nhiều video hơn và tìm mua được bất động sản ý nhất cho mình nha có à, một căn nhà nằm ở hẻm 75 mươi 22 đường cô giang phường cô giang quận 1 thành phố hồ chí minh à, mà nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu ha hẻm trước nhà 3 mét nha à, cách mặt tiền thì chỉ khoảng gần à, 100 trăm thôi nhà nằm hoàn tàu, nhiều khu dân cư hiện hữu anh chị. Đó. Phòng ngủ ở dưới uh, tầng 1 thì chủ lót sàn gỗ nha, tủ âm tường, điện âm tường hết ha. Mua bán thì anh chị mình ký công chứng sang tên thôi. anh chị mình có bất động sản cần ký gửi thì uh, liên lạc với nhân qua số điện thoại là 0922 39 ba chín ha trên youtube bất động sản xài thật nhưng sẽ trực tiếp đến quay và hỗ trợ cho anh chị mình đến khi giao dịch luôn nha quay nhà là hoàn toàn miễn phí nha anh chị à, nhà điện chính nước chính hết nha sổ hồng hoàn công à, hàng trước nhà của mình nè anh chị à, không có đối diện nhà với nhau nha view rất là rộng luôn ở đây ngoài kia là mặt tiền đường hồ hữu hớn cái quên đường cô giang ngay góc cửa ba hồ hữu hớn và đường cô giang ha rồi các chị mình hãy nhấn like video để ủng hộ kênh của nhân và nhấn vào đăng ký kênh bật chuông để xem được nhiều video hơn và tìm mua được bất động sản lý nhất cho mình ha anh chị hãy chia sẻ video này cho bạn bè người thân của mình để bạn bè người thân của mình nhìn thấy được căn nhà này và giúp chủ nhà bán được căn nhà này nhanh nhất nha và nhân xin chào và hẹp lại chị ở video quay nhà lần sau